chiếc áo dòng nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ nhưng không một tín điều, nên tín đồ đi hoang. Vì tôi là linh mục giảng lời tình nhân gian nên không cầm kinh thánh, tay tôi cầm tim nát nhưng ai cũng giang xa nên tôi rất bơ vơ đau thương hóa dại khờ. Vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo dòng nên suốt đời quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ nhưng không một tín điều, nên tín đồ đi hoang. Vì tôi
làm tôi trong tín đồ, tín đồ là người tình, người tình bỏ tôi đi thiêu hủy lòng tin si, người tình bỏ tôi đi thiêu hủy đời điên mê, người tình bỏ tôi đi chuông chiều rơi lễ thế lời chia xa. Vì tôi là linh mục chưa rửa tội bao giờ nên âm thầm qua đời tội ác đành mang theo. Vì tôi là linh mục, vì tôi